Ok, giờ chúng ta đến với cái bài số 5, một cái bài hình học không gian cho hình chóp SABCD. Có đáy ABCD là một cái tứ giác lồi có các cạnh không song song với nhau. Thì cái điểm B á, nó nằm trong tam giác SAB, có nghĩa là nó nằm trong chỉ trong mặt phẳng SAB thôi. Các bạn. Chỉ trong mặt phẳng SAB thôi. Cho một phần SB thôi. À, chỉ nằm trong một phần SB thôi. Chỉ nằm trong miền trong của cái mặt phẳng SB thôi, chứ không phải là nằm trong mặt phẳng mở rộng. Nên chúng ta chú ý cái điều đó. Thì và điểm M thuộc cái đoạn thẳng SD sao cho MD bằng 2 lần MS. MD bằng 2 lần MS. Đây chúng ta dễ sẵn rồi ha. Rồi, để xử lý cái hình dễ trước nè. Đầu tiên chọn một điểm B nằm trong một khoảng SAB. Để xử lý được cái điểm lơ lửng này, chúng ta kẻ một cái đường thẳng đi qua B, từ S đi qua B và cắt xuống mặt cắt xuống cái đường AB. Tại vì nó đều nằm trong mặt SAB mà. Điểm S với điểm B, B phở, điểm S và điểm F đều nằm trên mặt SAB, cho nên là nó sẽ cắt được cái đoạn thẳng AB. Đây là một đường nhìn thấy nét liền. Chúng ta sẽ đặt cái điểm mà nó cắt này là điểm điểm Q đi. Điểm Q. Đầu tiên là tìm giao tuyến của mặt SAB và BCD. BCD. Mặt BCD. BCD. Ta sẽ vẽ là BC là đường đứt nét. BD cũng là đường, VD cũng là đường đứt nét. Do BC nó lại nằm trong mặt SQC. Các bạn chú ý ha, nó nằm trong mặt SQC cho nên nó đứt nét. Rồi, chúng ta làm câu A. Chúng ta có thấy được cái điểm chung này chưa? Chúng ta có là tìm giao tuyến của SAB và BCD. Tạm thời mình gọi chữ chữ bờ phở là chữ P ha. BCD. Chúng ta thấy rõ ràng là do B của mình á là thuộc cái mặt phẳng SAB. P của mình thuộc mặt SAB. Cái này là do giả thiết. Mà P nó lại nằm trong tên của mà P nó lại thuộc BCD. Cho nên phê chính là điểm chung thứ nhất. Phê là điểm chung thứ nhất của SAB và BCD. Chúng ta gọi điều này là số 1. Mặt khác, chúng ta coi những cái đường còn lại nó có cắt nhau không. Thí dụ trong cái mặt SAB này thì nó có 3 đường là SA, AB và SB. Còn trong mặt kia thì có BC, CD, BD. Thì rõ ràng là AB với CD là nó nằm cùng một đáy nè, cho nên nó cắt nhau. Chưa? Rồi chúng ta vẽ nó cắt nhau thôi. Chúng ta vẽ nó cắt nhau. Chúng ta dựng một cái đường thẳng qua A và B. Chúng ta dựng một cái đường thẳng qua B và C. Rồi, nó sẽ cắt nhau tại một chỗ. Chỗ này xa hay gần tùy thuộc vào cái độ lài của cái mặt này. Chưa? Để xa vậy đi để cho nó cắt nhau nó gần gần chút. Để thu gọn lại chúng ta ẩn nó đi. Thu gọn lại chúng ta ẩn nó đi. Ta nói lại.
Điểm này chúng ta có thể gọi tên nó. Điểm này chúng ta có thể gọi tên nó ha. Vậy thì dễ dàng chúng ta gọi y đi. Y đó, y là giao điểm của AB và CD. Do nó đều nằm trong mặt đáy là mặt ABCD. Chúng ta bắt đầu biện luận y thuộc AB. Mà AB đường này là con của mặt SAB. Y thuộc CD. Mà CD là con của VCD. Vậy từ đây chúng ta suy được y chính là điểm chung thứ hai của SAB và VCD. Gọi là số 2. Từ 1 và 2 ta dễ dàng suy được S lộn phê y chính là giao tuyến của mặt phẳng SAB và mặt VCD. VCD chưa, chúng ta có thể nói lại ha. Chúng ta có thể nói lại đây là một đường liền nét. Đây là một đường liền nét ha. Đây là một đường liền nét. Tại sao nó là một đường liền nét? Tại vì phê nằm cho mặt SAB. Rồi cái chữ mới này của chúng ta là chữ Y đó, nó cũng nằm cho mặt SAB luôn. Chữ mới nè. Cũng nằm cho mặt SAB luôn, mà SAB là mặt hoàn toàn thấy cho nên là SBI sẽ thấy. Ok. Tiếp theo là tìm giao điểm của SC với ABC. Cột B là SC và ABC. Không ta. À, ABM. À, SC và A B M. Chúng ta nói A B M lại. Đây là một đường đứt nét rất mạnh. Đây là một đường đứt nét. Ok. ABM à, còn AM nữa. Sorry. A B M. Chúng ta có thể làm đậm cái mặt đó lên. Với lại SC. Thì để tìm giao điểm của SC và ABM, chúng ta phải coi coi SC có cắt đường nào trong ABM hay không. SC có cắt đường nào trong ABM hay không? AB hoặc là AM hoặc là BM. SC với AB. SC và AB là hai đường chéo nhau. Cho nên không được. SC và AM. SC và AM cũng không nằm trong một phẳng, cũng không được. SC và BM. SC và BM cũng không được luôn. Cho nên chúng ta phải tìm một mặt phẳng phụ chứa SC và cắt được cái mặt
ABM. Các đường mặt phẳng ABM. Thì ta chọn một phong phụ thôi. Chọn một phong phụ tên gì ha. Chứa SC các đường. Thì chúng ta chọn mặt SCD đi. Chọn mặt SCD. Chọn SCD chứa SC. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, đánh dấu sao đi. Bước thứ hai là mình sẽ đi tìm giao tuyến của SCD giao với ABM. Chúng ta dễ dàng có được M thuộc SD. Đây là do giả thuyết. Giả thuyết M thuộc mặt phẳng ABM. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai, M thuộc SD. Mà SD là con của SCD. Cho nên mình dễ dàng sẽ được M là điểm chung thứ nhất của SCD và ABM. Mình gọi đây là số 3. Nhớ đừng gọi là số 1 hay số 2 tại vì sai rồi. Tiếp theo, mình xem CD với AB hồi nãy mình cho cắt nhau rồi mà. Thì ở đây là ta có nè. Ta có Y là giao điểm của AB. CD trước đi. CD và AB. Cái này là mình đã gọi ở trước rồi ha. Đã gọi ở trước rồi. Y lúc bấy giờ sẽ thuộc CD. Và CD không thuộc ai khác ngoài mặt phẳng SCD. Trong bài này, trong câu này, Y thuộc AB, AB là con của ABM. Chúng ta dễ dàng có được Y là điểm chung thứ hai của SCD và ABM. Đó là số 4. Từ 3 và 4, ta dễ dàng suy ra được MI là giao tuyến của mặt SCD và ABM. Đó là xong bước 2. Sau khi tìm xong giao tuyến, chúng ta đi cho giao tuyến cắt với đường của đề bài. Nghĩa là gọi điểm quyết định ở đây mình sẽ gọi là điểm gì đây? Điểm J là giao điểm của MI và SC. SC đâu? SC đây. MI đâu? MI nói lại. M thuộc mặt phẳng SCD. MI thuộc mặt phẳng SCD. Đó là con của mặt phẳng SCD đó. Cho nên MI là đường nhìn thấy. Và nó dễ dàng cắt được SC. Chúng ta gọi điểm đó là điểm J. Điểm đó là điểm J. Chạy. Ok. Điểm cuối cùng của mình đây. Rồi, chúng ta dễ dàng kết luận ha. Ở bài trang nè. Đầu tiên là chạy thuộc MI. À đúng rồi, tại sao tụi nó lại khác nhau? Tại sao hai này lại khác nhau? Tại vì nó đều là con của mặt phẳng phụ. Được chưa các bạn? Nó đều là con của mặt phẳng phụ là mặt SCD. Cho nên nó sẽ cắt được với nhau. SC là con của SCD. MI cũng nằm trong SCD. Cho nên hai thì nó cắt nhau. Đây. MI cũng nằm trong SCD. Cho nên hai tụi nó cắt nhau. Và khi cắt nhau thì mình lần lượt MI là con của SCD rồi và nó cũng là con của ABM. J thuộc SC và SC là con của SCD. Vậy thì J chính là tới SC thôi chứ. Không cần
Đây chính là giao điểm của đường thẳng SC và mặt ABM. Đây. À, chúng ta kết thúc cái đề số 1 ở đây ha.